Cơ chế đập cua là sao ta? Lần đầu tiên khui cua hình đế, lần đầu tiên trong cuộc đời. Chắc phải là có cái kéo hay gì mới khui được quá. Có cái mai đó, đẩy lên được không? Đó. Mấy bạn đang quay phim ấy. Nãy lên này. Phải núp vô. Ui. Rồi con cua quá ghê. Còn đây là bà. Đây. To lắm. Đưa này lấy kéo này. Đấy kéo sao không được kéo đâu. Dây mà thôi. Bỏ cái nghề bóc vô kiện đâu rồi.